là tay vợt vĩ đại nhất thế giới. Nadal hả? Federer hả? Không có cửa đâu. Cái tên cóc cày này đáng ghét thiệt. Hắn đánh riết á, mà trong khu vườn nhà mình không còn một con bướm bướm luôn, chứ đừng có nói tới chim. Giờ phải làm sao hả chị Ốc? Phải có người đánh hay hơn hắn. Chứ bây giờ hắn đánh hay quá mà không có người đánh hay hơn thì hắn không thể nào mà hết cả chấn được. Để em. Em hả Sabo Che? Em yếu xìu vậy làm sao mà em đánh lại được hắn? Chị Ốc phải đợi đó. Cái gì? Người mày đòi thi với ta hả? Ngươi cười cái gì chứ? Sên sữa mà đòi đấu với hổ mang hả? Để xem ai là sên sữa. Sao Bù Chê, em nhắm được không vậy? Để xem, ngươi cầm cây vợt đó thì đánh gì. Wow, quá nhanh, quá nguy hiểm. Chuyện nhỏ thôi mà. Sao tự nhiên bữa nay em khỏe quá vậy Sao Bù Chê? Chị hơi bị ngạc nhiên vậy em á. Chuyện này hãy hỏi đó tôi khỏe đi nha. Giờ em đi tìm bạn Cóc về đây. Cái gì vậy? Cái vụ gì mà còn bí mật nữa đây? Đốc tôi khỏe, ông muốn hỏi một chuyện rất là quan trọng. Có phải là đốc tôi khỏe cho Sabo Che uống thuốc kích thích đúng không? Hả? Sao ông thành dân nói vậy hả? Tại vì mấy bữa trước á, Sabo Che yếu xìu à. Còn bữa nay á, rất là khỏe, không hề đờ đẫn một miếng nào luôn. Chắc chắn là đốc tôi khỏe phải can thiệp cho chuyện này. Chuyện này hãy hỏi cà rốt rồi biết. Cái gì mà người này tự nhiên chỉ người kia vậy? Cà rốt! Cà rốt ơi, mau ra đây em! Em đây! Làm gì mà chị Ốc reo muốn thủng mày nghĩ của em luôn vậy? Thì chị Ốc muốn biết á là tại sao tự nhiên Sabo Che lại mau khỏe lên như vậy chứ? À, là vì em đã nhổ cụ của em cho nó tôi khỏe, hầm để Sabo bồi bổ đó mà, nên Sabo mới mau hồi phục như vậy đó. À, nói vậy có nghĩa là cà rốt sẽ giúp bồi bổ cho cơ thể suy nhược rất là hiệu quả, đúng không Đốc Tư Khỏe? Ừ, tất nhiên rồi. Cà rốt rất giàu chất dinh dưỡng, protein nè, lipid nè, glucid và chất xơ, nhiều nguyên tố vi lượng và các vitamin, nên rất có lợi cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe thể chất hiệu quả vô cùng. Vậy thì mình phải dùng cà rốt để làm món gì là tốt cho cơ thể bị suy nhược vậy Đốc Tư Khỏe? Đơn giản lắm. Ốc thanh dân chỉ cần nấu cháo gạo nếp với cà rốt, thêm vào một chút gừng tươi, thịt, hành, tiêu, ăn lúc còn nóng sẽ giúp phục hồi sức khỏe rất là hay. Nhờ món ăn này mà Sabo mới có thể phục hồi sức khỏe nhanh chóng, đánh một cú được cốc dày gặp ông trời luôn đó. Bởi vậy chị Ốc mới thấy là lạ vô cùng. Mới bữa trước còn thấy ốm yếu, còn thấy không có sức lực gì hết, mà tự nhiên bữa nay, trời ơi, hay thiệt á. Em à, vậy giờ cà rốt với đốc tôi khỏe cho Ốc ăn cái món đó luôn đi. Ốc muốn bồi bổ sức khỏe, Ốc muốn sắp tới Ốc sẽ trở thành lực sĩ, giành huy chương vàng Olympic luôn nè. Cái này à, cái này thì khó à nha. Thật ra thì em giúp bồi bổ cho cơ thể suy nhược, chứ không biết sơ sữa thành rái hổ mang được đâu. Hả? À, ý em là em nói chị là Ốc sơn là sơn sữa là yếu xìu á đúng không? Cái đó là chị Ốc nói, chứ không phải em mà nha. Cà rốt đứng lại chờ chị. Trời ơi, chị phải chào tạm biệt quý vị khán giả đã nè. Quý vị khán giả ơi, quý vị khán giả thông cảm nha. Ốc phải chạy theo cà rốt, phải ăn được cái món này để bồi bổ sức khỏe mới được. Tạm biệt quý vị khán giả nha. Cà rốt.